Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa đông, những thực phẩm giàu dinh dưỡng, chất chống oxy hóa có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch sẽ giúp bạn ấm áp suốt cả mùa giá lạnh. Sau đây là một số loại thực phẩm như vậy, thông tin được đăng trên trang Sức khỏe và Đời sống, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khoai lang, tương tự quả bí ngô, khoai lang đặc biệt giàu vitamin A, chỉ cần một củ khoai lang nướng trung bình cũng mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Hơn thế nữa, trong thành phần của khoai lang còn có vitamin C, kali, canxi và ít sắt. Khoai lang nướng gần như lượng calo rất thấp nên tránh các loại bơ thực vật, các chất béo từ bơ rắc lên miếng khoai. Điều chắc chắn là ăn khoai lang chống ung thư rất hiệu nghiệm. Bí đao không chỉ chứa vitamin C, canxi, hầu hết các loại bí đao đều chứa kali, Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng những bữa ăn dầu kali có thể giảm nguy cơ bị đột quỵ lên đến 21%, hạn chế mắc bệnh tim mạch. Thành phần trong bí đao còn là vitamin A, chất xơ. Chúng ta nấu chín bí đao rồi cho thêm muối, tỏi, hạt tiêu, thậm chí là rau thì là hay củ nghệ tươi. Một điều lưu ý nữa, bạn nên biết là tách lấy hạt bí đao mang rang, nướng giống như hạt quả bí ngô. Trà gừng, ớt, Tính chất của gừng là sinh nhiệt nên giúp giữ ấm cho cơ thể. Cũng từ đặc tính này nên gừng còn có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường lưu thông máu. Thực tế cho thấy những người uống trà gừng nóng buổi sáng thấy không bị đói. Điều cuối cùng là trà gừng còn có tác dụng giảm đau nhức sau những lần tập luyện với cường độ cao. Quả ớt, một gia vị được chế biến trong những món canh, hầm chứa hợp chất có tên capsaicin giúp hương vị món canh nhà bạn thêm cay, nóng, đậm đà thúc đẩy quá trình trao đổi chất cũng như hạn chế sự tích tụ chất béo. Vị cay nóng của quả ớt làm nóng cơ thể. Đối với những món ăn giàu chất béo thì capsaicin sẽ giảm trọng lượng cơ thể tới 8%. Theo các nhà nghiên cứu tại Hàn Quốc thì hạt trong quả ớt chứa protein nên nhờ đó mà các cơ luôn săn chắc. Súp bí đỏ Đối với những người thiếu vitamin A, dưỡng chất cần thiết tăng cường thị lực thì nên ăn các món được chế biến từ bí đỏ. Những phụ nữ trong độ tuổi trưởng thành cần 0,7mg trên ngày. Vì vậy khi nấu canh chỉ cần khoảng từ 1 phần 3 tới 1 nửa của bí ngô nghiền nhỏ là đủ. Còn với những người muốn giảm lượng calo thì bí ngô cũng là lựa chọn hàng đầu do mang đặc tính chống oxy hóa của beta caroten hoa chất khá phổ biến trong những thực phẩm sáng màu có khả năng chống ung um thư cao. Cà cao nóng một cốc ca cao nóng cũng đủ khiến cơ thể ấm áp trong ngày đông giá rét. Bạn chỉ cần pha đường, kẹo dẻo, marshmallow, hai thanh sô cô la đen với sữa hạnh nhân rồi khuấy đều. Ngoài ra nếu sử dụng sô cô la đen trong các bữa ăn hàng ngày cũng cải thiện sức khỏe đáng kể. Một loại flavonoid có trong thành phần của cacao là chất chống oxy hóa có tác dụng làm giảm những nguy hại từ các gốc tự do, mầm mống của bệnh tim mạch và bệnh ung thư. Cũng nhờ ca cao có chứa flavonoid nên các tế bào máu ít bị ảnh hưởng bởi các gốc tự do. Táo Táo là loại quả vị ngọt tuyệt hảo trong mùa thu, được dùng để tăng cường hệ tiêu hóa nhờ thành phần trong quả táo giàu chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Từ đó, các nghiên cứu khoa học cũng cho hay một quả táo trung bình chưa gọt vỏ chứa 4,4 gam chất xơ. Để tăng cường chất chống oxy hóa khi dùng táo, chúng ta nên rắc ít bột quế lên miếng táo. Các chuyên gia cho biết thêm, lượng nước trong một quả táo chiếm khoảng 86%. Có thể nói, táo cũng là loại thực phẩm giúp cơ thể giữ nước hiệu quả. Cháo bột yến mạch, cháo bột yến mạch là thứ đồ ăn rất phù hợp khi mà thời tiết ngày càng lạnh dần. Loại cháo này được chế biến từ ngũ cốc nên giàu chất xơ, các loại protein từ thực vật. Do vậy mà chỉ cần ăn một bát cháo yến mạch cũng có thể giúp bạn có đủ năng lượng suốt một thời gian dài. Khi nhắc đến thành phần của cháo bột yến mạch không thể bỏ qua tinh bột. Những nghiên cứu trong dinh dưỡng đều chỉ ra rằng chỉ cần 3 gram tinh bột trong thành phần của cháo bột yến mạch mỗi ngày sẽ giúp cơ thể chúng ta giảm từ 5 đến 10% lượng cholesterol xấu. Để món cháo bột yến mạch trở nên dinh dưỡng hơn, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên dùng thêm một số thực phẩm chứa chất béo lành mạnh như bơ hạnh nhân, hạt chia, loại thực phẩm chứa nhiều khoáng chất, đạm nhưng không chứa cholesterol. Trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bài thuốc y học cổ truyền giúp chữa bệnh lị. Mục thông tin sức khỏe hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.